đây là cái khu khu Phú Cường sắp xây cái khu dân cư là Phú Gia Cường vào buổi chiều. Đây. Chúng ta mình sẽ đi xuống đây xây để mà quay cái sẽ đẹp hơn. Đây là biển chiều của thành phố Phú Gia. Sẽ đi gần đây. Đối diện cái dòng xây đó để mà các bạn nhìn từ cái cà phê mà Sibiu, một trong những cái cà phê mà lớn và được đầu tư rất là quy mô, công trình đó là 30 tỷ đồng, công trình bằng gỗ, để chúng ta mình đi quay ngang và có dịp thì mình sẽ review về cái quán đó cho mọi người theo dõi. Cái quán đó thì được một anh trên Sài Gòn, đó là anh Nguyễn Thế Dương, anh có quay được bầu trời.
Đa Khoa đang xây dựng này các bạn. Yeah.